Đạp gió 2023, Chipu gục ngã sau sân khấu, Amber vướng ồn ào mâu thuẫn cực căng. Mới đây, khán giả xứ Trung đã chia sẻ loạt ảnh chụp được từ trường quay buổi ghi hình công diễn mới nhất. Được biết, công diễn 4 của Đạp gió 2023 sẽ là vòng có sự tham gia của khách mời đặc biệt. Đội khách mời sẽ bao gồm 3 thành viên Mạnh Giai, Zia, cựu thành viên Miss A, Jessica và Châu Bút Sướng. Đây sẽ là 3 tỷ tỷ được mời đến để trợ giúp thí sinh. Ở trường quay, hình ảnh Jessica hội ngộ với Amber sau khi cả hai đều đã rời khỏi SM Entertainment, khiến người hâm mộ không khỏi ấm lòng. Được biết, Jessica sẽ là thành viên khách mời hỗ trợ cho đội Amber trong vòng công diễn 4. Hình ảnh khiến khán giả được một fan vỡ òa và đập tan nghi vấn Jessica và Amber mâu thuẫn bất hòa. Ngay sau khi nhìn thấy Jessica, cựu thành viên nhóm FX lập tức vui vẻ chạy tới ôm lấy người chị từng hoạt động cùng công ty. Đây là một trong số những lần hiếm hoi các fan được nhìn thấy Jessica bên cạnh Amber kể từ khi cả hai cùng rời khỏi SM. Do đó các fan càng mong muốn được nhìn thấy cả hai sẽ có màn kết hợp trong Đạp gió 2023. Amber là thành viên chung nhóm với Kito, em gái của Jessica. Được biết trong một lần chia sẻ, Amber từng nói mình rất sợ Jessica, từ đó tinh thần mâu thuẫn của cả hai bị lan truyền. Thế nhưng sau khi rời SM, mặc cho các nghệ sĩ nhà SM hạn chế đề cập tới Jessica, Amber vẫn đăng tải chụp chung với cựu thành viên SNSD trên trang cá nhân. Bên cạnh Amber, một nghệ sĩ khác cũng cho thấy hình ảnh hậu trường khác hẳn trên sân khấu, đó là Chipu. Khác hẳn một Chipu lúc nào cũng xinh đẹp, tràn đầy sức sống ở ống kính Đạp gió 2023, Chipu ở hậu trường đã mang đến một phiên bản rất khác so với hình dung. Chắc chắn Stanis Hoàng Cô là người thân cận nhất với Chipu trong quá trình tham gia Đạp gió 2023, khi anh lựa chọn từng bộ quần áo phụ kiện hay kiểu tóc của cô trước một buổi ghi hình. Hoàng Cô còn đi cùng Chipu sang Trung Quốc, có mặt trong phòng trang điểm hay khu vực hậu trường để hỗ trợ cho cô có được diện mạo xinh đẹp nhất trước ống kính. Tất nhiên Hoàng Cô cũng không quên ghi lại những khoảnh khắc đời thường của Chipu khi không có máy quay hướng đến. Khi xem chương trình, ai cũng ấn tượng với một Chipu lúc nào cũng vui vẻ, nghị lực, tràn đầy sức sống. Nhưng dưới góc ảnh của Stanis thân thiết thì cô cũng còn lúc xịu mặt như thế này. Tuy tạo dáng chụp ảnh nhưng nhìn biểu cảm của Chipu có thể thấy cô rất mệt mỏi với lịch trình tập luyện căng thẳng kèm theo áp lực phải cố gắng hết sức để giành được số phiếu bầu càng cao càng tốt. Trong một bức hình khác được chụp ngẫu hứng khi Chipu đang nghỉ ngơi, chờ đến giờ quay phim, Hoàng Cô từng kể rằng Chipu đã mệt mỏi và thiếu ngủ tới mức ngủ quên khi ekip đang dặm phần cho cô, nhưng vẫn luôn cố gắng thật vui tươi khỏe khoắn khi đến lúc ghi hình.